Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn một loại nước hoa để các bạn có thể dùng để đi đám tiệc nhé. Tất nhiên là trong chúng ta là hẳn là cũng là sẽ có đi đám cưới, sinh nhật hoặc là nói chung là tất cả các cái đám tiệc á, thì sau khi mình có một cái make up thật là đẹp, một cái bộ đồ thật là xinh, thật là quyến rũ, thì cái cuối cùng mình không thể thiếu đó chính là nước hoa. Thì một trong những loại nước hoa của cha mà các bạn có thể sử dụng khi đi đám tiệc đó chính là Chantecaud như thế này. Chai này là dung tích 35 ml nha mọi người. Đó, các bạn có thể xịt sau tai như thế này, sau tai như thế này, tay bên phải, tay bên trái, đó là có đủ, bạn đã đủ tự tin để mà đi đám tiệc rồi. Tại sao khi mà các bạn đã có make up đẹp và một cái trang phục quyến rũ thì cái mùi hương sẽ tạo nên cái điểm nhấn cho bạn. Khi bạn đi lướt qua bất kỳ ai thì mọi người đều có thể ngoái nhìn lại. Tại vì sao chọn Charm? Bởi vì tất cả các nguyên liệu để tạo nên một chai nước hoa này đều nhập khẩu chính ngạch từ Pháp và Tây Ban Nha. Cái thứ hai nữa là nhà điều chế hương của Charm là chuyên gia người Pháp luôn, có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngành nước hoa. Thì các bạn có thể thấy tất cả cái này là các cái yếu tố để tạo nên một chai nước hoa Charm với mùi hương rất là sang trọng và giữ mùi từ 6 đến 8 tiếng trên da. Riêng đối với chai Charm Chose này, các bạn sẽ đang thắc mắc là cái mùi hương nó sẽ như thế nào. Đây là cái mùi hương khá là ngọt và nó sẽ có một chút các cái loại hương của các loại hoa và một chút hương của hương vani và một chút mùi hương ngọt ngào của kẹo nhân hạt. Đó chính là cái chai Charm Chose này. Nếu như mà những bạn gái bánh bèo yêu thích sự ngọt ngào thì có thể sử dụng qua chai Charm Chose này nha. Rất là lý tưởng để các bạn có thể dùng luôn. Đó, bạn nào đặt hàng thì cứ inbox lại cho mình nha. Cảm ơn mọi người đã xem cái review hôm nay của mình. Xin chào.